Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ test cái chiếc xe Hanwei 527 này ha. Thì xe này chạy ngoài đường khá là tốt và nó không thể nào ngã được ha. Thì xe này khi mở máy và lên nó sẽ có tiếng động cơ, nhưng mà chúng ta cầm thì chúng ta mới thấy rõ thôi. Đó, tiếng động cơ nó nổ máy lên rồi đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ chạy thử cái mẫu xe này cho bạn xem ha. Xe này chạy điều khiển khoảng cách cũng rất là xa ha các bạn. Quá dữ. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.